Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ cập nhật rút tiền ở cái trang Trading này nha. Thì ở trang này thì phần trăm rút của nó cũng không quá là cao nhá, rất là bình thường thôi. Và đầu tư theo chu kỳ thì 4% một ngày này, và 4,5% 5 ngày này, và 6% 15 ngày nhá. Ok, tiếp tục như là về chúng tôi này, công ty của họ nhá. Rồi phần charging này thì là 9% hàng ngày nhá, tức là phần bonus nha. Ok, giờ đây chỉ là phần cái mục như là các bạn đầu tư theo chu kỳ nhá, đầu tư staking. Ok chưa? Tiếp tục mình sẽ quay trở lại này, phần xe này. Giờ đây thì nó sẽ có một vài thông báo chi tiết, các bạn mà muốn hiểu thêm các bạn có thể là kích vào để các bạn xem qua nhá. Còn ở trong video này thì mình sẽ test về phần rút tiền thôi nhá, mình sẽ test qua về phần rút tiền. Như ở đây thì nó hiện là đầu tư tối thiểu là 5 trade mà thôi. Và các bạn muốn xem như là lợi nhuận rút tiền hàng ngày, phần trăm rút tiền là bao nhiêu phần trăm mỗi ngày ấy, các bạn có thể là kích vào cho mình cái mục như là thông báo này nhá. Ok, thì ở đây các bạn có thể là đọc sơ qua như là đầu tư từ 5 trade cho đến là 5.000, các bạn sẽ rút đến là 5% mỗi ngày. Và 5.000,1 trade cho đến là 30.000, các bạn sẽ rút đến là 6% mỗi ngày nhá. Ok, đầu tư càng lớn thì phần trăm rút của các bạn hàng ngày càng cao. Và các bạn đi chia sẻ cấp dưới các bạn nhận được là bao nhiêu phần trăm, hoặc là các bạn đầu tư staking bao nhiêu phần trăm thì nó cũng hiện sẵn ở phần thông báo này nhá. Tiếp theo là nhóm tele của họ nha, hoặc là channel của họ nha. Ok, và ở đây thì mình sẽ kích vào cái mục như là gửi tiền nhá, deposit này. Ok, tiếp tục chuyển vào tài khoản cơ bản này, rồi sao chép địa chỉ ví cho mình nhá. Và nếu các bạn mà nạp USDT thì tối thiểu là 1 đô, còn các bạn mà đầu tư TRX thì tối thiểu là 5 TRX thôi nhá. Ok, mình sẽ đi vào ví để mình chuyển TRX vào nha. Và nếu như các bạn mà sử dụng ví trước thì hãy làm tương tự như mình nhá. Đầu tiên các bạn sẽ kích vào cho mình cái mục như là gửi tiền này. Và tiếp theo các bạn dán địa chỉ ví của các bạn nhá. Địa chỉ ví các bạn vừa copy ở trên nền tảng nha. Sau đó các bạn sẽ nhập TRX tối thiểu này. Mình sẽ đầu tư tối thiểu là 5 TRX, mình sẽ đầu tư thử là 5 TRX nhá. Ok, xác nhận này. Ok, như vậy là mình đã chuyển TRX thành công rồi. Và tiếp theo các bạn sẽ quay trở lại về cái mục như là các bạn nhận địa chỉ ví cho mình nhé. Các bạn sao chép địa chỉ ví của các bạn. Sau đó các bạn sẽ quay trở lại nền tảng cho mình nhé. Để các bạn rút tiền các bạn không cần phải quay trở lại để lấy địa chỉ ví của các bạn nhé. Ok, thì sau khi các bạn kích vào, quay trở lại vào nền tảng của các bạn thì các bạn hãy nhấn vào xác nhận đã nạp tiền thành công nhé. Ok, như vậy là mình đã gửi tiền thành công rồi. Và các bạn gửi tiền thành công rồi thì các bạn có thể đi vào cái mục withdraw để các bạn rút tiền nhé. Ok, thì ở đây mình đầu tư là 5 TRX thì mỗi ngày nó cho mình rút là 0,2 TRX mỗi ngày nhé. Và các bạn đầu tư là 10 TRX thì mỗi ngày các bạn rút được là 0,5 TRX mỗi ngày nhé. Ok, dán địa chỉ ví của các bạn vào này, nhập mật khẩu thanh toán của các bạn vào nhé. Ok, nhập mật khẩu thanh toán vào xong thì các bạn tiếp tục kích vào cái mục xác nhận cho mình nhé. Rồi như vậy là nó hiện là rút tiền thành công rồi. Ok chưa? Thì cứ sau một ngày thì các bạn hãy đi vào cái mục rút tiền này để các bạn rút tiền mỗi ngày nhé. Các bạn đầu tư 100 TRX thì mỗi ngày nó cho các bạn rút là 5 TRX mỗi ngày. Và các bạn đầu tư là 1.000 thì mỗi ngày nó cho các bạn rút là 50 TRX mỗi ngày nhé. Ok, mỗi ngày thì các bạn đi vào phần charging này các bạn nhận thêm là 9% nhé. Ok chưa? Hóa là 9% này nó tự động cộng vào tài khoản 5 TRX này của các bạn nhé. Các bạn cứ rút 5% mỗi ngày, khi nào nền tảng này nó sập thì thôi nhá. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video này có giá trị hữu ích cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.